ăn vừa cắp vừa đục vừa quét. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MC Hà Thu. Ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy là giọng của mình không được bình thường cho lắm, bởi vì mình vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu cùng với những chiếc răng khôn. Chỉ hiểu sao gọi nó là chiếc răng khôn luôn, khi mà mình thấy nó thường là nó sẽ mọc siêu ngu đấy các bạn ạ. Và đấy là lý do mà chúng ta sẽ phải đi khám cũng như là sẽ phải nhổ để loại bỏ những chiếc răng khôn đấy đi. Ngay khi mà mình đăng tải hình ảnh là mình vừa mới đi nhổ răng khôn về á, thì đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm đến từ các bạn bè của mình. Và mình thấy rằng là rất nhiều bạn hỏi là địa chỉ mình nhổ răng ở đâu, rồi trước quá trình nhổ răng thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị như thế nào, đi thăm khám ra sao, trong quá trình nhổ răng lưu ý gì, và đặc biệt là sau khi nhổ răng xong làm như thế nào để chúng ta bớt sưng. Mình được bác sĩ chẩn đoán là răng của mình bị mọc lệch ra ngoài má, đấy là lý do mà mặt mình thường các bạn thấy là tròn xoe. Mà mình thì chưa bao giờ vi lai cả, nhưng mà bác sĩ bảo là nếu mà nhổ răng xong thì mặt có khả năng vi lai đấy. Đấy, các bạn thấy là sau 4 ngày mình nhổ xong thì mặt mình đã vi lai như thế này. Thông thường ý, thì chẳng có ai là nhổ 4 cái cùng một lúc cả, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Và khi mà nhổ răng thì chúng ta sẽ phải tiêm thuốc tê và nó sẽ tê cả hàm luôn. Cho nên thường thì mình sẽ chỉ nhổ một bên trước thôi, và bên nguy hiểm hơn của mình là bên trái, cho nên mình đã nhổ trước. Và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về quá trình thăm khám của mình. Thú thật với các bạn là mình đã tìm đến 5 địa chỉ nha khoa tin cậy ở Hà Nội, và cuối cùng thì mình đã quyết định lựa chọn một địa chỉ nha khoa tại đường Trần Khát Chân ở Hai Bà Trưng. Thực ra thì mình chưa bao giờ có cảm giác là bị đau bởi vì răng khôn cả. Thế nhưng mà mình thường hay đi khám định kỳ á. Giống như việc các bạn đi khám sức khỏe thì các bạn nên đi khám định kỳ răng nhá, khoảng 3 cho đến 6 tháng một lần, để chúng ta xem là răng của mình có vấn đề gì không. Và mình thường là hay đi lấy cao răng khoảng nửa năm một lần. Và trong bất cứ một cái lần lấy cao răng nào á, thì mình cũng đều được khuyên là em hãy xử lý cái răng khôn này đi, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Nó chưa đau nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đau. Và thường á, thì chúng ta sẽ phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không nào? Phòng khám nào thì cũng sẽ có thể chụp răng của bạn và phát hiện được cái tình hình răng khôn của bạn. Tuy nhiên thì nếu như trước khi mà bạn nhổ răng, bạn đều sẽ phải tìm đến những phòng chụp X-quang. Và hiện giờ với tình hình Covid như thế này thì mình không khuyên các bạn vào bệnh viện đâu, mà chúng ta nên tìm những cái phòng chụp X-quang tin cậy, phòng khám tư á, để chúng ta có thể hạn chế việc là đông người nhất có thể. Với việc chụp X-quang răng thì các bạn có thể xác định được vị trí này, hướng mọc của răng, cũng như là xem xét xem là chân răng to hay là nhỏ, để có thể đưa ra được những cái kế hoạch tiểu phẫu cho nó phù hợp. Và như các bạn có thể thấy thì mình đã vừa show cho các bạn xem hình ảnh chụp X-quang răng của mình. Nó mọc rất là to và nó mọc cả 4 cái luôn. Thậm chí là răng ở dưới của mình còn có 2 chân, rất là khó xử lý. Việc khám và chụp răng này vô cùng quan trọng, bởi vì là bác sĩ sẽ có thể thấy được rõ những cái cấu trúc mọc của răng của các bạn và đưa ra cái biện pháp để chúng ta có thể xử lý nó một cách triệt để. Một lần chụp X-quang răng sẽ rơi vào tầm 100.000 một cái, và mình đã mất 400.000 để đi chụp 4 chiếc răng khôn của mình. Và cũng có rất nhiều bạn hỏi mình là nhổ một chiếc răng khôn thì có giá bao nhiêu. Thực ra cũng tùy từng phòng khám, thì từng nha khoa thôi. Thế nhưng mà chỗ của mình nhổ thì từ 1 cho đến 2 triệu một chiếc răng khôn, 1 triệu ở hàm trên và 2 triệu ở hàm dưới. Đó, thì các bạn có thể tham khảo không chỉ chuẩn bị tâm lý vững vàng, rồi ăn no trước khi đến phòng nhổ răng này, cũng như là nên nhổ vào buổi sáng, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cả một túi tiền để khi mà đến nha khoa thì chắc chắn là cái cảm giác đau đớn nhất ấy không phải cảm giác mà nhổ răng đâu, mà chắc là cảm giác đưa tiền cho bác sĩ. Ok, sau khi các bạn đã thăm khám răng và đã phát hiện được cái tình hình răng của mình rồi thì chúng ta sẽ gửi phim đó tới cho bác sĩ để chúng ta tiến đến phần thứ hai, đó là phần nhổ răng. Em nghĩ lại thôi đã thấy kiểu ám ảnh kinh hoàng rồi ấy. Và mình không biết là rằng là đến bao giờ mình mới xử lý được hai cái này nữa, bởi vì cứ nghĩ đến thôi là dùng hết cả mình luôn. Và hôm đấy mình khóc rất là nhiều, và thậm chí là người nhà phải đứng ở bên cạnh để cầm tay như kiểu đỡ đẻ các bạn ạ. Kinh khủng luôn á. Không phải để đến ngày nào thì chúng ta cũng có thể nhổ răng được đâu nhá. Đặc biệt là với các bạn nữ, nếu mà các bạn đến ngày hành kinh thì chắc chắn là các bạn không được khuyên nhổ răng rồi, bởi vì máu sẽ khó đông hơn và nó sẽ có một số cái gì ta, bác sĩ bảo mình là không phải là biến chứng nhưng mà kiểu một số những cái tình huống xấu ấy nó có thể xảy ra đấy. Cho nên là các bạn nên hạn chế việc là chúng ta đến ngày mà chúng ta đi nhổ răng. Sau khi các bác sĩ thấy là tình hình sức khỏe của các bạn ổn rồi, ok, thì bác sĩ sẽ bắt tay vào đến bước đầu tiên khi mà nhổ răng, đó là gây tê. Theo như mình tìm hiểu thì răng số 8 nó chỉ là tiểu phẫu thôi á, cho nên không cần phải gây mê. Thế nhưng mà bác sĩ sẽ gây tê để giúp chúng ta có cảm giác là bớt đau đớn. Và cái thuốc tê này nó sẽ mất sau từ 1 cho đến 1,5 tiếng đồng hồ. Và sau đấy thì đau kinh khủng. Mình nhớ là ngay sau khi mà bác sĩ tiêm thuốc mê vào cho mình xong ấy, thì chỉ sau khoảng
15 giây thôi là kiểu nó đã tê hết cả cái vùng bên trái này của mình rồi, và mình không có cảm giác gì cả. Thậm chí bác sĩ còn tiêm đến 2-3 lần cái mũi thuốc tê đấy để cho mình cảm giác bớt đau. Lần đầu tiên mình nhổ răng khôn á, thì bác sĩ đã nhổ cho mình hàm trên rất nhẹ nhàng, kiểu chớp mắt một cái thôi là đã nhổ xong rồi, không có cảm giác đau đớn gì luôn. Mình đã bảo các bác sĩ là thôi nhổ luôn 4 cái luôn bởi vì thấy nó nhẹ kinh khủng và không nghĩ là nó lại cảm giác chẳng đau đớn gì cả. Thế nhưng các bạn biết không, đó chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu thôi. Sau đấy, mình đã mất 1 tiếng đồng hồ để đánh vật cùng với cả chiếc răng ở dưới, bởi vì nó mọc siêu khó và nó lại còn có hai chân nữa, rất là khó để xử lý. Với chiếc răng ở dưới thì bác sĩ đã phải dùng chiếc máy khoan để có thể cắt răng của mình thành nhiều phần nhỏ khác nhau, vừa khoan, vừa cắt, vừa đục, vừa quét. Nói chung là làm các kiểu mà mãi nó vẫn không ra, khóc hết cả nước mắt. Và sau khi chật vật khóc hết nước mắt thì cuối cùng đã lấy được cái răng khôn ở hàm dưới ra với hai cái chân siêu to khổng lồ. Và lúc đó thì thực sự là kiểu không có cảm giác gì nữa bởi vì quá là đau rồi. Và sau khi nhổ xong thì bác sĩ đã khâu cho mình hai mũi. Đấy là lý do mà khi mà mình nuốt nước bọt ấy, hay khi mà mình nói, đến bây giờ vẫn có cảm giác rất là đau. Và nó sẽ đau hơn nhiều so với những bạn mà chỉ có nhổ chứ không cần phải khâu giống như là mình. Và bác sĩ cũng chia sẻ là do mình há miệng bé quá cho nên là phải khâu đến tận 2 mũi các bạn ạ. Và ok, sau khi nhổ răng rồi thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những gì đây? Từ 1 cho đến 1,5 tiếng sau khi nhổ răng xong thì chắc chắn là thuốc tê của các bạn nó sẽ hết và bạn sẽ cảm thấy bắt đầu đau, nhức, khó chịu, âm ỉ. Để giảm tình trạng sưng cũng như là hạn chế những cái biến chứng của răng khôn thì bác sĩ đã khuyên mình là cắn chặt bông trong vòng 30 phút để có thể cầm máu. Và tiếp theo thì chúng ta có thể dùng một cái gói đá chườm lên vào cái chỗ sưng của chúng ta thì sẽ giảm sưng rất là nhanh. Và mình chỉ chườm khoảng 1 tiếng thôi là mình đã hết sạch sưng rồi. Và tiếp theo ngay lập tức thì chúng ta sẽ phải đi mua thuốc kháng sinh cũng như là những cái thuốc chống viêm kiểu Alpha J để chúng ta có thể ngậm này, cũng như là uống, hạn chế sưng viêm và có thể có những cái biến chứng sau khi mà chúng ta nhổ răng xong. Bác sĩ có dặn mình là tuyệt đối không được sử dụng nước muối trong quá trình mà vừa mới nhổ răng xong á, để chúng ta súc miệng. Sau khoảng 1 ngày, tức là 24 giờ đồng hồ thì chúng ta có thể sử dụng nước muối. Và chắc chắn rồi, sau khi nhổ răng xong thì chúng ta chẳng thể ăn uống được gì cả ngoài cháo loãng hay là sữa. Và chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất là đói. Mình cũng có ăn thêm cả bánh bông lan mềm mềm ấy đấy để hạn chế cái cảm giác đói. Thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không thể nào thoải mái bằng việc là chúng ta ăn cơm hàng ngày được rồi. Và các bạn nên là có thể uống thêm C để tăng thêm cái sức đề kháng cũng như là hạn chế cái việc là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi vì thuốc kháng sinh nhé. Với đặc điểm công việc dẫn chương trình của mình thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những chiếc răng khôn đau như thế này, cho nên là các bạn cần phải lưu ý là sắp xếp thời gian của mình cũng như là lựa chọn những cái khoảng thời gian để tình trạng sức khỏe của mình được tốt nhất. Và đặc biệt là với các bạn nữ thì các bạn nên lưu ý là chúng ta tránh ngày hành kinh ra để không bị khó đông máu trong quá trình mà chúng ta nhổ răng. Và đó là một số những cái lưu ý mình chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Còn nếu các bạn có thêm những câu hỏi gì khác thì có thể comment ở bên dưới để Thư chia sẻ nhiệt tình cho các bạn nhé. Mình đã rất cố gắng để làm vlog ngày hôm nay mà dù răng của mình hiện giờ còn đang rất là đau. Thế nên các bạn đừng quên là ấn like, share và subscribe để cổ vũ tinh thần cho mình nhé. Và mình sẽ tiếp tục chiến đấu với cả răng khôn đây, tiếp tục đi uống thuốc để mau khỏi để tuần sau còn có thể làm vlog tiếp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.